lãnh đạo tỉnh xin việc giúp thanh niên bánh mì không phải thực phẩm. Sau khi nghe thông tin nhà thầu phụ đã cho anh E nghỉ việc, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã liên lạc ngay với nhà thầu chính của dự án đề nghị họ nhận anh E vào làm việc. Ngày 20 tháng 7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Sĩ Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho biết, hiện anh T, B, E, thanh niên trong vụ bị ép thừa nhận bánh mì không phải thực phẩm đã được một tổng công ty xây dựng nhận vào làm việc và bố trí công việc đúng với trình độ chuyên môn. Sau khi nghe thông tin nhà thầu phụ cho anh E nghỉ một tháng, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng với lãnh đạo thành phố đã liên lạc ngay với nhà thầu chính của dự án đề nghị họ nhận anh E vào làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho hay. Cũng theo ông Nguyễn Sĩ Khánh, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo thành phố đều rất quan tâm tạo điều kiện để anh E có công ăn việc làm. Đơn vị nhận anh E vào làm việc cũng cho biết sẽ đảm bảo về mức lương thưởng theo quy định đối với thanh niên này. Lãnh đạo chính quyền thành phố Nha Trang cho hay, trước khi vào nhận việc, anh E đã được thực hiện test nhanh đối với SARS-CoV-2 và cho kết quả âm tính. Thông báo với phóng viên Dân trí, anh T, B, E chia sẻ niềm vui khi được đơn vị mới nhận mình vào làm việc. Anh E tâm sự, khi ở phường về, nghe công ty thông báo cho nghỉ việc em buồn lắm, nhưng ngày hôm nay lại được đơn vị mới nhận và làm em rất là mừng. Cũng theo thanh niên này, anh sinh sống ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang kiếm việc làm, gửi tiền về cho cha lớn tuổi đang ở dưới quê. Như trước đó Dân trí đã phản ánh, chiều ngày 18 tháng 7, tổ công tác liên ngành phòng chống COVID-19 phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang đã dừng xe mô tô của anh T, V, E để kiểm tra về việc chấp hành giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Khi kiểm tra, ông T, L, H, T, Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa đã quay lại toàn bộ sự việc, qua đó cho thấy lúc dừng xe bản thân anh E đã tích cực hợp tác, xuất trình đầy đủ những giấy tờ có liên quan. Tuy nhiên, thay vì giải thích để người dân hiểu về công tác phòng dịch, thì vị Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa lại có những lời lẽ khó nghe với người thanh niên này. Bên cạnh đó, ông Tê dọa sẽ báo với công ty anh E để cho người này nghỉ việc. Đặc biệt, khi thấy anh E trình bày đi mua bánh mì về ăn, vị Phó Chủ tịch phường luôn khẳng định bánh mì không phải là lương thực, thực phẩm thiết yếu và yêu cầu anh E phải nhận sai. Ngày 20 tháng 7, tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu các cấp, ngành liên quan phải kiểm tra, xử lý nghiêm ông T, L, H, T, Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa vì có những lời lẽ, cử chỉ thiếu chuẩn mực đối với người dân. Cùng ngày, ông Nguyễn Sĩ Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã có thư gửi anh T, V, E để xin lỗi và nhận khuyết điểm khi để xảy ra vụ việc không như mong muốn.